Xin chào tất cả các anh em yêu mến loa công nghệ. Mình là Hải Sơn, đến từ Thiên Hào Audio. Trước mặt Hải Sơn là phiên bản mới nhất Davialet Phantom 1 108dB, phiên bản Opéra de Paris, đến từ cái thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp này. Và đây là dòng sản phẩm mới nhất trong năm 2021. Bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy cùng Hải Sơn mở hộp sản phẩm và xem sự thay đổi là cái gì. Chúng ta sẽ có một cái hộp cũng không có gì khác biệt cả. Và đây là hộp chính của sản phẩm. Như anh em có thể thấy rằng là cái kích thước loa, nói chung là cái loa thì không có gì khác biệt về cái hình dáng cả. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ được bổ sung thêm một cái remote. Thì tất cả các sản phẩm của Davialet Phantom hay là thậm chí cả cái remote này đều được sản xuất tại Pháp, nên là cái chất lượng hoàn thiện của nó thì không có gì phải bàn, rất là tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta sẽ có vẫn là những cái dây phụ kiện cơ bản, gồm có một cái sợi dây nguồn và một cái sợi dây USB. Cái sợi dây USB này là để sạc cho cái pin lithium tích hợp ở bên trong cái remote này. Chúng ta có thể điều khiển từ xa và hoàn toàn là nó sẽ có thời lượng dùng pin rất là lớn. Còn đây là sản phẩm chính của chúng ta. Có thể nhận thấy rằng là loa được hoàn thiện với phiên bản màu trắng mờ chứ không phải là trắng bóng như các phiên bản trước. Ở hai bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy cái dòng chữ logo Opéra de Paris. Thì đây là cái công ty chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc cổ điển có tuổi đời khoảng trên 350 năm tuổi. Thì đây là một sự kết hợp với một cái công ty công nghệ mới bắt đầu từ thế kỷ 21 là Davialet. Một phiên bản rất là đặc biệt. Đây, Davialet đây. Và bên cạnh là dòng chữ logo Opéra de Paris. Cái chất liệu màu vàng này, theo như Hải Sơn tìm hiểu trên website của hãng, đó là được mạ hợp kim với cả vàng palladium, hoàn toàn là không gỉ, rất là đẹp, có cái giá trị về sưu tầm và thẩm mỹ. Còn về công nghệ chính của cái loa này, bản chất cái loa này chính là loa Phantom Gold Opéra de Paris của phiên bản trước, và nó có mức thanh áp âm thanh lớn nhất là 108 dB. Chính vì vậy mà hãng bây giờ đã đặt tên dòng sản phẩm này là Phantom 1 Gold Opéra de Paris 108 dB. Chúng ta sẽ có cái mức công suất là tối đa peak power là 4500W và mức công suất thực là 1100W RMS. Bây giờ thì hãng sẽ không đưa ra cái thông tin là 4500W nữa mà chỉ ghi công suất thực thôi. Và thực chất là cái loa này vẫn là như cái loa phiên bản trước, chỉ được hoàn thiện khác biệt về cái phần màu sắc của phiên bản ngoài. Còn về công suất là thực sự là không có gì thay đổi. 1100W công suất thực cũng là quá ấn tượng đối với một cái kích thước nhỏ như vậy. Để có thể tạo ra được cái tiếng trầm rất là mãnh liệt thì họ sử dụng một cái kết cấu là hai loa trầm đánh sang hai bên. Họ sử dụng một cái kết cấu như vậy thì rất là thông minh, nó sẽ tạo ra tiếng trầm rất là lớn với một cái thể tích thùng rất là nhỏ và đạt được cái tiếng trầm sâu xuống sâu nhất là 14Hz ở mức CL 6dB, và hoàn toàn có thể đáp ứng tiếng trầm rất chính xác ở quanh cái mức là 20Hz. Và ngoài ra, cái cách thiết kế thông minh này, khi cái loa trầm hoạt động mạnh thì cái hai cái má hai bên nó chuyển động rất lớn, nhưng sờ ở trên cái loa này thì lại không hề có một chút rung động nào. Thì đấy là một cái thiết kế đối xứng, khi nó đánh sang hai bên nó sẽ tự triệt tiêu rung động của chính nó. Ở phía trước chúng ta sẽ có một cái phần là loa tweeter làm bằng nhôm loại 1. Tiếp theo chúng ta sẽ có được một cái loa mid-range cũng sử dụng là vật liệu nhôm. Như vậy rằng đây là một cái loa 3 đường tiếng với tweeter, mid-range và tiếng trầm riêng biệt. Bên trong loa này được tích hợp một cái DSC có cái thông số là 24 bit 96 kHz, và được nâng cấp cái phần hệ điều hành lên phiên bản thứ hai. Như vậy là chúng ta sẽ được tối ưu hơn để chơi các dịch vụ nhạc trực tuyến. Cụ thể, chiếc loa này có thể kết nối chuẩn AirPlay thế hệ thứ hai mới nhất, Spotify Connect, hỗ trợ chơi nhạc từ Tidal, Deezer. Và chúng ta có thể chơi theo giao tiếp là UPnP, có thể kết nối Wi-Fi với nó, có thể ghép hai chiếc loa lại với nhau,
rất là tuyệt vời. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có những cái đường như là đường cắm mạng LAN này, hoặc là có thể xuất đường tín hiệu optical thẳng trực tiếp vào đây để cái loa nó giải mã. Chiếc loa này vẫn sử dụng những cái công nghệ như phiên bản trước là sound processing, hoặc là một cái công nghệ với tiền khuếch đại đầu vào là sử dụng class A và cái phần công suất là class D. Cho nên là cái loa này có thể chạy trong thời gian dài mà không hề nóng. Và cái mức âm lượng như hãng đã quảng cáo trên cái trang chủ là có thể cho ra được tiếng lớn nhất là 108 dB ở khoảng cách là 1 m. Như vậy chỉ với một chiếc loa này chúng ta có thể lấp đầy được những không gian lên tới khoảng tầm 40 m². Và nếu chúng ta muốn âm thanh trầm nhiều hơn, tiếng có hiệu ứng stereo thì rất đơn giản, chỉ việc mua thêm một cái loa như này nữa, ghép đôi hai loa lại, âm thanh vô cùng ấn tượng. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng thưởng thức âm nhạc. In times when we don't know, let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace. Ricordarci when stars go out each night, eterna stella sei nella mia preghiera. Let this be our prayer. Quanta fede c'è. So we'll be thank you.
DVLS Phantom không bao giờ làm cho chúng ta phải thất vọng dù nghe bất cứ phiên bản nào. Ở phiên bản Opera de Paris 108dB hiện nay đang có mức giá tham khảo là 106.990.000 đồng. Quý vị các bạn hãy tới ngay Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà để có thể sở hữu ngay sản phẩm này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.